Ice Cube và Dr. Dre lên thẩm đèn ra mắt phim mới tin từ Los Angeles, California. Straight Outta Compton, tác phẩm tiểu sử xoay quanh nhóm nhạc rap NWA, dự kiến sẽ đạt doanh thu cao gấp đôi phim được viên The Man From u cuối tuần này. Theo dự đoán của giới quan sát, thì Straight Outta Compton đang hướng thẳng tới ngôi vị quán quân phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này với doanh thu dự kiến là 40 triệu Mỹ Kim. Cùng lúc đó, dù có sự góp mặt của các ngôi sao như Henry Cavill, Army Hammer và Alicia Wickander, tác phẩm mang đề tài điệp viên thời chiến tranh lạnh, The Man from Uncle nhiều khả năng chỉ đạt được một nửa con số đó. Straight Outta the Compton là tác phẩm tiểu sử xoay quanh nhóm nhạc rap NWA. Phim đến từ Universal hứa hẹn đem tới thành công tiếp theo cho hãng phim của những 50 Shades of Grey, Fast and Furious 7, Pitch Perfect 2, Jurassic Park, Minions và Trainwreck trong năm 2015. Universal cùng với hãng Legendary Pictures chỉ phải tiêu tốn 29 triệu Mỹ Kim để sản xuất bộ phim. Dựa trên lượng vé bán trước, Straight Outta Compton thu hút nhiều khán giả người Hoa Kỳ gốc Phi và Nam giới. Năm 2009, hãng Fox đã từng gặt hái thành công với một tác phẩm tương tự là Notorious, phim tiểu sử về rapper Notorious Big. Trong suốt mấy tuần qua, thì Straight Outta Compton thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá trên các mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của cư dân mạng. Phim do đạo diễn F. Gary Gray thực hiện và dự kiến khởi chiếu tại 2.751 cụm rạp Bắc Mỹ từ ngày 14 tháng 8. Trong phim, năm diễn viên Osea Jackson Jr. sẽ đóng vai cho mình là Ice Cube. Còn Corey Hawkins và Jason Mitchell lần đầu tiên sẽ vào vai Dr. Gray và Easy -E những bài đánh giá sớm của giới phê bình là rất tích cực, thể hiện qua điểm số 92% trên chuyên trang web chuyên đánh giá chất lượng phim là Rotten Tomatoes vào lúc này.